hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhá. Mình sẽ bỏ tô bông hoa cà trên tóc, sau đó mình sẽ tô vào. Và thưa cậu bé này, mình sẽ tô màu xanh. Tóc mình sẽ tô màu đen. Áo mình sẽ tô màu cam. Áo cậu bé này mình sẽ tô màu xanh. Quần cậu bé này mình sẽ tô màu vàng. Giày mình sẽ tô một tím. Giày của cậu bé này mình sẽ tô một xanh da trời. Mình sẽ tô một lông ở đây. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.